Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhàn Vlog. Thì hôm nay mình làm một cái video clip này để chia sẻ kinh nghiệm diệt vi bọ trên mình của con bò lúc mình mới mua về nha các bạn. Thì chắc có lẽ là bà con, quý vị, anh chị và các bạn ai cũng đã từng biết đến con vi bò, đúng không các bạn? Thì cũng theo kinh nghiệm của mình thì cũng có rất là nhiều cách để tiêu diệt vi, như là chích tim đó các bạn, và xịt, và có một loại nữa là nhỏ lên lưng con bò đấy. Thì mình cũng sử dụng nhiều cách, nhưng mà mình đã rút kết được kinh nghiệm của chính bản thân mình thôi, mà mình thấy hiệu quả, thì mình nên mình chia sẻ cho tất cả các bạn mà mới nuôi bò, hoặc là những bà con anh chị nào đã nuôi lâu nhưng mà tiêu diệt vi mà nó tái đi tái lại. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn tiêu diệt một lần mà vi nó có thể chết đi khoảng là 5-6 tháng sau, hoặc là có khi 1 năm sau nó bắt đầu tái trở lại, hoặc là khi mình nhập bò mới thì nó mới tái trở lại, rồi nó lây cho những con khác. Thì lát nữa trong video mình sẽ làm chi tiết, chia sẻ chi tiết từng cách làm cho các bạn, đơn giản cho các bạn dễ hiểu. Mình khuyên các bạn thì thí dụ mới nhập con bê mà bò bê mà từ nơi khác về thì mình nên cột riêng nó ở ngoài để mình xịt, hoặc là mình nhỏ cái thuốc đó lên để cho tiêu diệt con vi từ ngay ban đầu, để không lây cho những con bò trong chuồng của mình. Đó là những cái mà mình đã làm và mình cảm thấy nó hiệu quả, thì mình đang lên đây để chia sẻ cho bà con biết áp dụng cách đơn giản và chi phí rẻ tiền cho các quý vị, anh chị và các bạn. Để trong khoảng thời gian lâu dài thì quý vị, anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh, like và để lại một comment để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nha các bạn. Rồi, ok, thì sau đây mình sẽ dẫn cho các bạn xem chi tiết những con dê trên con bò như thế nào, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn việc tiêu diệt dê như thế nào nha các bạn. Rồi đây, thì đây là cái trại bò của mình. Thì thông thường á, mà vi và ấu trùng vi vi bò đấy, nó sẽ sống ở xung quanh cái khu vực chuồng trại của mình đây, và kể cả những cái đống phân phía sau, kể cả những cái bờ tường như thế này, nó sẽ ở trong các cái lỗ nhỏ này các bạn. Đó, đây các bạn nhìn theo ngón tay của mình, đó các bạn thấy không, có một con vi nhỏ đấy, nó sẽ bò đến, tìm đến con bò của mình và nó hút méo và nó sẽ lớn lên. Đấy, nó sẽ ở trong các cái lỗ kỹ như thế này. Đấy các bạn, đây như nó sẽ ở những cái lỗ kỹ như thế này, và ở trên các cái cây trụ này nữa, các cây trụ chuồng bò nó sẽ bu bám vào những cái lỗ này. Đó, nó sẽ ở trong những cái lỗ này nha các bạn, nó ở trong những cái lỗ này để nó đẻ trứng sinh ấu trùng đó, trên vi trâu bò nó như thế. Và nó khi con bò mà nó ăn uống, nó cạ vào cái thanh này thì vi nó sẽ bò lên và trên người của con bò, và nó núp ở tai mắt và trên người nên yếm, và nó còn ở theo cái luồng mép, luồng lách ở trong phân này, và cả ấu trùng nó sẽ ở trong các đống phân đấy các bạn, trong thời gian khá là lâu dài để nó sinh nở ra, rồi nó sẽ từ từ di chuyển vào các con bò này, nó sẽ làm cho các con bò mình nó hút méo, các con bò mình
gây ngứa ngáy khó chịu thì bò mình nó sẽ phát triển kém hơn. Đó. Nếu mà có nhiều cái trại hoặc là lúc trước bò của mình cũng vậy, nó rất là nhiều mà mình đã tiêu diệt thì bò của mình là sạch sẽ. Bây giờ bò dàn bò lớn của mình đó là rất là sạch sẽ về việc mà di bò. Và chỉ mới cái con này mình mới bắt về thì ở chuồng người ta nó còn vi rất là nhiều đây các bạn. Các bạn có thể thấy lại đây không? Đây trong cái lũ tai này các bạn. Về đây, vì nó sẽ ở trong các cái lũ tai này các bạn. Và trên thân mình của nó trên này nữa. Mà bây giờ cái vi này nó rất là nhỏ nên các bạn trùng cái mèo lông các bạn không có thấy được. Đây. Thì và xung quanh cái môi trường như thế này nó cũng tiềm ẩn những cái vi bọ và những ký sinh trùng gây hại đến con bò của mình. Nó gây cho con bò của mình nó ốm đi hoặc là nó ngứa ngáy khó chịu. Đó như thế. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thuốc mà tiêu diệt vi và cách sử dụng như thế nào để tiêu diệt vi bọ được hiệu quả và lâu dài nhất, chỉ một lần duy nhất và sẽ không tái đi tái lại nữa nha các bạn. Thì lúc trước ấy, cái đàn bò lớn của mình đây, mình đã sử dụng rất là nhiều cách và mình thấy cái cách này nó rất là hay và hiệu quả. Thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn. Đó, mình nuôi từ nhỏ tới lớn, bây giờ bò nó chưa có di trở lại luôn. Thì bây giờ nó mới với con này về thì nó bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ra và những cái ấu trùng á bây giờ nó bắt đầu nở ra, nó phát lên ở các cái cây trụ bê tông đó các bạn và xung quanh chuồng trại. Rồi, ok. Thì giờ mình sẽ chia sẻ về cái lọ thuốc nha các bạn. Rồi, đây các bạn. Đây là một hũ hanh tóc 200. Thì hũ này á là nó có công dụng á là diệt muỗi, ruồi, nhện, kiến, gián và trong các trang trại chăn nuôi gia đình. Đó các bạn. Như thế này. Và phòng trị rặn, gỉ, bò chét, vi bò. Nó hơi ló sáng các bạn. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Thì cách dùng của nó là nó có ghi trên cái bao bì sản phẩm thì các bạn cứ đẹp theo và làm theo hướng dẫn nha các bạn. Đó, rồi. Cái này là mình dùng để pha nước. Pha nước 50ml, pha với 50 lít nước đó các bạn, để mình phun xung quanh các cây trụ và xung quanh chuồng trại, cả trên mình con bò luôn, từ đầu đến chân. Nhưng mà các bạn nên nhớ là phải chừa con mắt ra nha các bạn. Nên nếu con mắt ra thì nó có thể ke con mắt hoặc là nó ảnh hưởng tới giác mạc của con mắt con bò đấy các bạn. Rồi, cái đây là cái hũ đầu tiên, hanh tóc 200. Rồi, cái hũ này là hũ Metting Farm này các bạn, đặc trị nội ngoại ký sinh trùng. Đó, thành phần chính của nó là Invermectin. Invermectin đó các bạn, đặc trị di ký sinh trùng trên trâu bò, dê, kiều, heo, gà, chó gì đó. Đó thì mình thường sử dụng là một hũ này dành cho một con bò. Mình sẽ nhỏ từ trên đây các bạn. Mình sẽ nhỏ từ trên đỉnh đầu này, chính giữa hai con mắt, lên dẹp sống lưng này. Đó, dẹp sống lưng đi tới ngay chỗ cái chốc đuôi kia. Chỉ cần một hũ duy nhất nhỏ trên con bò này thôi. Đấy, mình kết hợp hai loại đó nha các bạn. Thì đầu tiên á, là chúng ta hãy vệ sinh sạch sẽ chuồng trại hết, sạch sẽ xung quanh, phát quang xung quanh. Và chúng ta pha cái lọ thuốc lúc nãy là hanh tóc 200 đấy. Rồi chúng ta phải bôi ướt lên, xịt nước ướt hết các cái trụ bê tông này, trụ bê tông và xung quanh chuồng trại đều ướt ẩm hết nha các bạn. Mấy cái trụ xe kia nữa và trên cái thành máng ăn cho đằng trước và cả trên mình con bò. Mình bò thì chúng ta
không cần ướt cũng được. Đó. Thì chúng ta sẽ ướt hết những cái ngóc ngách, những cái lỗ như thế này. Đó. Ngóc ngách những cái lỗ như thế này để lát nữa chúng ta pha cái trộn cái thuốc hang tóc đấy. Chúng ta xịt vào thì tất cả những con vi nhỏ và các ấu trùng vi con sẽ chết hết. Trứng sẽ chết hết sau mấy ngày mình phun là nó sẽ tự chết nha các bạn. Khi mà các bạn phun 2-3 ngày sau các bạn ủa nhìn vô thấy nó còn, nhưng mà thực ra là nó đã bị ngộ độc và nó chết rồi các bạn. Nên là các bạn cứ hãy thử theo cách của mình nha. Rồi, sau đây mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nhé. Rồi, mình đã làm ướt hết những cây trụ như thế này nha các bạn. Cây trụ bờ tường đó. Mình làm ướt hết như thế này. Ướt hết đó các bạn. Đấy. Rồi bắt đầu mình pha thuốc nha. Và mình sẽ sử dụng một cái bình như thế này để mình trộn nước thuốc các bạn. Rồi, khi mình qua nước rồi thì mình sẽ bơm nha các bạn, phun. Đầu tiên thì mình sẽ phun xung quanh chuồng trại. Trên các cái ngóc ngách này các bạn. Đây là những nơi mà nó mấy con ấu trùng vi bọ các bạn núp á, núp để nó sinh sôi phát triển, sau đó nó sẽ vào nó cắn bò đấy các bạn. Rồi và đây là mình xịt xung quanh chuồng trại này bên ngoài. Cả mình đông phân các bạn.
rồi. Và mình xịt cá trên con bò nha các bạn, xịt cá trên con bò mà mình chừa cái phần đầu, phần mắt của nó ra đó, khỏi vô mắt, xịt trên thân mình. Rồi, rồi tiếp theo thì mình xịt hết lên các con bò rồi thì mình sẽ nhỏ cái thuốc này lên dẹp sống mình, sống lưng nó nha các bạn. Từ đỉnh đầu, đây, từ đỉnh đầu đây các bạn. Thì chúng ta nhỏ chấm 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 này. Vẹ, vẹ. Nó khó quá các bạn. Một mình quay, một mình. Rồi, các bạn chỉ cần nhỏ chấm chấm này thôi. Đấy, nhỏ chấm chấm này rất dễ. Dẹp sống lưng sống mình nó tới chóp đuôi này. Rồi, thì cứ một hũ này các bạn nhỏ cho một con. Nếu còn dư á, các bạn bạch cái tai nó ra nha. Bạch ở trong cái lỗ tai này các bạn nhỏ vào thì sẽ rất là hiệu quả các bạn. Thế là xem rồi các bạn, mình chỉ mình xịt tất cả các con bò luôn, nhưng mà cái thuốc nhỏ mình chỉ nhỏ cho hai con này thôi, hai con nhỏ nhất đấy, để tiêu diệt vi bọ là một cách hiệu quả mà lâu dài đó các bạn. Thì sau khoảng từ 3 đến 5 ngày ấy, thì những con vi bọ ấu trùng đồ ở trên các cái cây bê tông như thế này, hoặc là các trong ngóc ngách, hoặc các bạn mà các cái chuồng mà làm bằng cây gỗ tận dụng ấy các bạn, trên cây gỗ này cũng vậy nè, thì trong các cái ngóc ngách đấy nó sẽ có vi và ấu trùng vi trong đó. Các bạn cứ làm áp dụng như mình thì sau một thời gian nó sẽ rất hiệu quả, rất là cao. Thì các bạn thì các bạn cảm thấy mở video của mình đó, chia sẻ cái kinh nghiệm này nó có giúp ích được các bạn thì các bạn hãy comment bên dưới, hoặc là các bạn có thắc mắc điều gì thì hãy yêu cầu mình làm về cái vấn đề gì thì các bạn hãy comment bên dưới để mình làm giải đáp cho các bạn nha. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.